Báo chí Thái Lan trở mặt chỉ trích cầu thủ và huấn luyện viên đội nhà sau khi bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2022. Nỗi đau lớn hơn cả là lại để Việt Nam lọt vào vòng trong. Chính những cổ động viên Thái Lan đã vạch trần lối quản lý đội bóng và liên tục chỉ trích cách mà đội tuyển của họ chuẩn bị cho giải đấu. Trong khi đội Hàn Quốc là đương kim vô địch mà đã đến sân tập dượt chuẩn bị, thì đội Thái Lan một tuần sau mới lẹt đẹt đáp xuống sân bay. Cổ động viên Thái Lan còn vạch trần bộ mặt báo chí nước này trước trận đấu đã bày lắm trò, đưa lắm chiêu. Báo Thái Lan chỉ ra 5 công thức để lật đổ Hàn Quốc. Chúng ta phải đứng dậy sau trận Thái Lan, Việt Nam. Suphanat, Thái Lan có thể đánh bại Hàn Quốc. Huấn luyện viên Thái Lan khích lệ, cổ vũ Malaysia đánh bại Việt Nam. Huấn luyện viên Malaysia dọa cản Việt Nam. Để rồi sau trận, cả Thái Lan và Malaysia đều dắt tay nhau về nước, dòng tích thay đổi ngay. Công thức duy nhất của Hàn Quốc là hạ Thái. Tất cả do công nghệ VAR. Thế mới thấy,